giới thiệu ưu điểm nhược điểm của mình đi. Em không có biết nấu ăn hay nạt người yêu. Hả? Dạ, ai mà làm phật ý em là hả em nạt lại liền. Ví dụ nạt sao? Thôi thì mức độ, ví dụ giờ anh đang làm gì em bực mình nè, đang trước mặt em nè. Làm gì vậy? Làm gì vậy? Làm gì bị ghê vậy? Em đang bực mình là em quýnh. Trời ơi, em quýnh luôn hả? Dạ có. Em hay em là em cầm gì là em chọi đó, hoặc là cầm cây quýnh. Rồi cầm cây quýnh luôn hả? Đó giờ có bị ai quýnh lại chưa? Dễ thương. Thôi sao dữ vậy trời, chắc cái mối tình 7 năm đó chắc cũng quýnh ta cát hết rồi nè. Không, không có quýnh anh cờ. Bạn đó thì em chỉ cắn tan nát tay. Trời ơi. Còn cái tật xấu gì nữa không? Dạ em ăn nhiều. Ăn nhiều rồi gì nữa? Lúc nào em cũng thấy cười được, buồn cũng cười, vui cũng cười, mà đang làm cũng cười, ngủ cũng chị ngủ hai cũng em... cười. Chị hai em cũng hay nói là sao mày cười hoài vậy? Năm cưới, sinh nhật, đám giỗ, quậy, năm ấy cũng cười, có không? Trời ơi, lạ, nhân vật bên kia cũng lạ nha, đám gì cũng cười chứ á, nhưng mà nghe sợ không? Dạ bình thường. Trời ơi, ông này cũng lạ. Bạn trai, bạn có ưu điểm khuyết điểm gì bạn kể nghe thử coi. Dạ, biết nấu ăn, biết pha sinh tố. Biết nấu ăn hả? Rồi, tật xấu gì? Tật xấu, hơi lười tí. Dạ, em cũng lười. Rồi, hiểu cái cặp này về ở nhau cái nhà ra làm sao rồi đó. Mình mong muốn tìm một người yêu như thế nào? Cá tính. Đó, mình nói cá tính lắm. Ra ngoài hiện đại, về nhà giống như phụ nữ hiền diệu trong nhà. Hiền diệu hiểu rồi đó bạn, hiền diệu lắm. Cắn nát cái đường á. Sợ không bạn? Dạ không chị ơi. Trời đất ơi, đây cũng lì lắm á, không đơn giản đó nha. Bây giờ ví dụ như giờ bạn gái bạn xách cây bạn rượt đánh bạn, bạn xử lý sao? Chừng nào mình có lỗi thì đánh, chứ không có lỗi thì đánh được chị. Đang bực bội ta rượt ta xách cây đánh bạn là bạn làm sao? Mình chạy. Chạy dí vòng vòng vậy đó hả? Dạ. Giống xưa má em với em thôi. Ồ, vậy hả? Giờ vợ với cũng đâu sao đâu. Gu này cũng lạ lắm nè. Rồi em thích mẫu người bạn gái làm sao nữa? Giống má em. Má em là ra làm sao? Hiện đại lùng lùng mập mập. Hiện đại lùng lùng mập mập. Rồi lấy vợ về có làm dâu không? Chắc phải về nhà mà. Làm biến quá sao làm dâu đó về chỉ lại. À hả. Bạn không thích điểm nào ở người bạn gái? Nhậu nhẹt, chửi thề, rồi hay đi khuya. Để hỏi coi, chửi mà không biết có chửi thề không? Để hỏi. Ủa em giữ em chửi em nạt nộ mà có khi nào em chửi thề không? Dạ không chị. Hả? Này nhậu chắc có phải không? Dạ có. Nhiều ít? Dạ cũng một hai chai. Có hay đi khuya không? Lâu lâu có chị. Đi khuya nhất là mấy giờ? Dạ 11 giờ. Thôi cũng được, chưa quá nửa đêm.